Xin chào các bạn quay lại với kênh YouTube của Lộc nha. Hôm nay là một cái video tuyệt vời nữa dành đến các bạn, cũng là một cái chia sẻ hoặc là một cái sự hướng dẫn nhá. Đây là cái kỹ thuật của anh mình sẽ thay ép kính màn hình iPhone nhá. Hiện tại đây trên tay mình đang có một cái màn hình vỡ đây. Cái màn hình này hiện tại của chúng ta nó đang vỡ rất là vụn, nếu như mà cắt ra ấy, thì chắc chắn là kính này nó sẽ vỡ ra. Thế nên giờ việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm là tháo máy đi. Việc thứ hai chúng ta sẽ làm là mình sẽ chuẩn bị một sợi băng dính nhá. Băng dính để mình dính nó vào để nó giữ để được chưa? Rồi bắt đầu đi. Lại xin chào lại các cụ đi. Em cứ rồi, xin chào, đi. Rồi, cái đấy mình có ra ghép vào. Không cần, anh còn đây mà. Nói gì? Không, ghép vào đi, không ghép vào. Không nha. Rồi anh cứ dán đi cho nó đỡ. Mình lấy băng dính mình dán vào để cho đến khi lúc mình cắt ra cái mảnh vụn này nó không bị đâm vào màn hình mà nó cũng sẽ không bị văng ra ngoài, nhìn nó bẩn. Không hiểu sao cái máy của em quay nó cứ bị dừng lại nhỉ? Em quay bằng V612, em quay bình thường. Ok nhá. Sau khi mình ấy ra như này rồi thì các bạn phải chú ý hai cái diềm sắt này. Diềm sắt bên này nữa rồi. Nếu mà để này thì chúng ta sẽ không cắt được. Mình sẽ cắt nó ra. Dùng mỏ hàn đấy. Phá luôn. Bên đây cũng vậy. Cắt được hết bốn góc luôn nhá. Tinh tế đấy nhỉ. Cắt hết bốn góc luôn này. Đấy. Sau khi cắt hết bốn góc nhá. Cắt bốn góc. Rồi. Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ đưa nó ra lò. Ra lò để làm nó nóng lên nhá. Mình sẽ chuẩn bị một con dao như này các bạn này. Đây, dao. Hoặc là con dao đầu to hơn được nhưng mà nó phải là một con dao. Đây. Bây giờ mình sẽ ra lò. Ra lò nhá. Ra lò. Ra lò xin mời em. Đây lò nó nóng lên nhá. Và cái công cụ để cắt thì tôi đã chuẩn bị một con dây như thế này. Trời ơi, thì các bạn sẽ nhìn thấy con dây này. Dây này. Đây là dây cắt nhưng dây này rất mỏng và có thể là các bạn sẽ không nhìn thấy. Tại vì nó quá bé. Ok nhá. Sau khi đợi nó nóng lên đã. Nóng lên bắt đầu mình tách cái gioăng này ra. Nóng lên sau là mình tách cái gioăng hai bên rìa này ra. Đây là em đứng sang bên này coi. Đấy đứng hẳn sang bên này. Coi. Ý tại vì khi tay anh cắt như này nó đỡ vung mà, được chưa? Đợi em nhá, phải là nó nóng lên bắt đầu mình mới lấy hai cái gioăng rìa này ra. Anh em có muốn ép kính lấy ngay thì cứ đến gặp người nha. Siêu thị TT nha. Đừng quay trên cầu giá nha. Hình dáng nha. Nó vâng, anh hấp nó luôn anh. Đầu tiên. Nhanh lên. Sờ nó nóng tay à. Nó nóng như thế nào thì có thể thấy được. Mình cứ cảm giác khi nào nó nóng thì nó nóng thôi. Mình cảm giác cứ cầm mà mình cảm giác cứ tức tay là được. Đấy nhá, em phải quay sát đoạn này này. Nhớ mọi người lưu ý này, cái góc này này. Hai góc bên này, góc bên này nó rất quan trọng này. Đấy, không may mà chẳng hạn như mình đâm vào đây nó làm vứt cái màn đi rồi. Thế nên là mình phải làm hết sức cẩn thận ở đoạn này. Đấy, mình phải móc nó dần ra như này đấy. Sau khi móc ra như này, bắt đầu chúng ta sẽ đẩy nhẹ nhàng ra. Nhưng đến đoạn này ấy, thì mọi người phải hất nó lên như này. Chứ mọi người đừng đấy. Mình cần phải nhấc như thế này. Nếu như mà mọi người mà như thế này thì cái góc này nó sẽ bẻ đâm vào đây ngay. Đấy. Tiếp tục bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy. Quá tháo tay mà mỗi tội đến bây giờ vẫn chưa vợ là con người yêu để dành thì giới thiệu anh người nhé. Đấy xong rồi nó rách mất rồi, rách mất rồi, ta xử lý rách cẩn thận nha bạn em.
rồi phần cuối là phải nhấc đến, thẳng lên. Đến đoạn này là phải nhấc thẳng lên nhá. Đấy. Đấy. Ok nhá. Ok. Giờ mình nhìn xem là mấy cái vây vây này. Đấy. Nhiệt độ đây anh em để khoảng tầm 7 đến 80 thôi nhá. Nhiệt độ ở lò đấy. Nhiệt độ. Rồi ok nhá. Đây. Anh em chú ý nhá, những cái vây này này, nếu mà nó vẫn còn nó bám ở trên đây này. Nó rất là dễ, nó cao quá, nó cao so với cái mức độ thông thường của nó ấy. Thì khi anh em đưa dây vào cắt thì rất dễ vào phim. Rồi nhá, ok nhá. Rồi ok, mình cắt nhá. Đây, anh em nhìn sợi cước đấy, sợi cước rất nhỏ bé luôn. Mỏng manh như tơ. Rồi, bắt đầu mình cắt này. Ok này, cắt này. Rất nhẹ nhàng và máy nó cũng rất chặt. Hai tay các bạn phải vít xuống nhé, đừng vít lên nhé. Hai tay các bạn phải luôn vít xuống, cứ làm từ từ từng bước một, đi ra rồi đi vào, đi lên rồi đi xuống. Đấy. Ok nhá. Đấy. Ok. Rồi. Đã lên. Rồi nha các bạn nhá. Rồi. Rồi bước tiếp theo mình làm là tắt cái máy gì quá, xong rồi tắt đi. Chưa. Hả? Chưa. Tiếp theo mình phải làm, bây giờ mình sẽ lấy keo nó ra nhé. Để lau keo. Mình sẽ lấy keo nó ra này. Lấy keo thì mình có hai cách để lấy. Một là bằng tay thủ công, hai là bằng máy. Máy, đây, nhân tiện đây mình sẽ làm máy luôn cho các bạn nhé. Đây, làm cái máy này hiện tại trên thị trường giờ đang bán là với giá hơn 200k tí thôi. Rất rẻ. Rất rẻ mà lại đẹp. Làm rất là, gì? Anh em ở đây nó có hai cái lớp cuộn này. Đấy, anh em nhìn chưa? Anh em có thích mua thì anh mời cho mua hộ. Đấy, bắt đầu nhá, mình sẽ ngày xưa là cứ phải lau bằng cái acetone nó rất là hơi. Mà cái này bẩn lắm. Tại vì cái keo này nó ướt quá. Cứ làm bình tĩnh thôi. Ướt thì lại lau. Cho anh em thấy là kỹ thuật của anh nó phải đỉnh cao. Sau 5 năm làm nghề rồi anh em ạ. Hãy móc đôi ra mà đỉnh cao thì cả nói chuyện như là đùa. Phải đỉnh cao nha. Ta lại thật là biết nói đùa. Phải giỏi hơn mỗi ngày. Sao lại cứ một tí lại nâu một tí nâu đấy. Đúng rồi, nó phải vậy chứ. Đằng này nó cho mình mút hết đâu. Nói chung các bạn ạ, cái này nó bẩn lắm. Phức tạp lắm, cái này phức tạp lắm. Các bạn nâu bằng acetone cho nhanh. Cái này nó bẩn lắm. Tại vì cái keo hôm nay gặp đúng cái keo màn nó ướt. Thế nên là không sao, làm gì thì mình cũng vẫn phải vệ sinh nó thôi các bạn ạ. Làm acetone nó phải nó nhanh. Rồi ok, thì bây giờ lau nhá. Rồi acetone nó nhanh. Rồi ok, mình lại ra bàn làm việc nhé. Lau acetone này để cho anh Thành anh buồn. Anh có mỗi video anh làm lâu thế. Edit nhanh lên. Chúng ta sẽ lau nó. Đây, hoa như này. Dù khăn lau rất bẩn nhưng mà cái này không cần được sạch đâu. Trước mắt là mình vệ sinh lần thứ nhất để cho nó. Đây là vệ sinh lần đầu, còn vệ sinh khô. Đấy. Đơn sơ. Cho nó... Thực ra cái keo này nó ướt, nó bẩn thật đấy. Nhưng mọi lần là mình làm nó vào cái keo khô cơ, làm nó nhàn. Nhảy cho nó nhàn rồi chứ. Nó nhảy một tí thôi nhưng mà nó đẹp. Làm nó đảm bảo. Hồi lắm anh ạ, mình sẽ tưởng nó hồi lắm. Ôi, phải chịu nhé. Các bạn nên lưu ý nhé, khi các bạn chấm cái nước này, nhớ là đừng để nó chảy vào trong phản quang. Chấm ít thôi, xong là các bạn lấy dần, cho nó tự nó thấm keo và tự nó sẽ mềm keo và tự nó sẽ nhả ra thôi. Chứ nhiều bạn mà cứ thấy nó không ra, cứ nước dúng mạnh vào nên thì nó ập vào nó tué loét cả ra vào phản quang, hỏng hết cả cái màn.
hỏng thì cũng chẳng hỏng đâu, nhưng mà tự dưng thì các bạn lại mất thêm một lần tiền đó. Chủ yếu là mình khi nó ẩm cái keo rồi tự khắc là nó sẽ phải mềm nó thôi. Đấy, cứ từ từ vậy thôi, ăn ít một vậy thôi. Cũng không gì phải vội cả. Ép màn này chúng ta không vội được, bền như chơi. Đồng ý là rủi ro sẽ có nhá, chứ không phải là không có rủi ro đâu các bạn nhá. Úi dồi ôi, đấy, vừa mới nói xong. Làm cẩn thận nhá. Đây là tay thợ thiện nghệ rồi thì nó khác, các bạn mới thì phải làm từ từ thôi. Bẩn quá. Mà chú ý này, sau khi mình ấy xong cái diềm cạnh này, mình cũng vẫn phải vệ sinh nó đi nhá. Diềm cạnh này, bốn diềm cạnh này. Những cái diềm cạnh này là những cái quan trọng. Đấy, ok nhá. Có cái vây vây này. Như là sờ tay em hà. Rồi mình rất ra rồi. Rồi ok nhá. Cái phần này ấy, tại sao mình muốn làm cái phần củ cáp cuối cùng này, nó phải là cuối cùng. Tại vì đơn giản cái butin này anh em nhá, lưu ý khi anh em mình đưa cái butin này vào vào cái củ cáp màn hình này rất là dễ đi. Màn rất là dễ đi luôn đấy các bạn ạ. Quá nó dễ đi luôn. Thế nên là mình làm nó cuối cùng luôn để mình kiểm soát nó cho nó dễ. Ra nó nói chỉ khó một lúc thôi, là xong cái bước này cái là mọi người xong cái bước khó rồi. Đến toàn những bước dễ thôi. Thế thôi. Dễ như là chúng ta cầm tay người yêu mà. Được nhá, ok nhá. Đến đoạn này thì bắt đầu là mình sẽ dùng cái lọ này G530 này nhá, để cho làm cho nó đảm bảo củ cáp này nó đỡ bị vấn đề xảy ra. Làm nó phải cũng từng loại vũ khí một đấy, chứ nó không phải đơn giản là tự dưng là mình kỹ thuật cao ấy. Cũng không cao, nhưng không phải là cao. Hôm qua vì công việc của mình hay làm thì mình cảm giác là nó quen thuộc với tay chân, chứ cũng không phải là cao hay thấp gì đâu nhé các bạn nhé. À anh thế thôi mà. Con này mình quất chưa? Bạn thấy chất lượng chưa? Sống với anh Thành hạnh phúc nhất. Được chưa? Rồi. Đấy, thế thôi, cái màn của mình vừa nãy rất là bẩn đúng không các bạn? Bây giờ cái nhìn lại cái đã sạch bóng kim kít rồi này. Sạch bóng con đít. Đấy. Thực ra ấy các bạn nhá, xin gái ngay các bạn. Các bạn phải riêng mà đã xác định mà làm tới màn thì các bạn phải vệ sinh thật là sạch sẽ ở trên bề mặt luôn. Trắng trong. Đấy. Trắng ngần. Đấy. Xinh rồi. Đẹp. Bây giờ bắt đầu là mình mới dùng đến cái miếng mà nó ngon hơn nhá. Đấy, nó phải sạch đẹp như thế các bạn ạ. Trắng ngần như em yêu. Rồi à. Bây giờ việc tiếp theo là mình sẽ lấy một miếng keo nhé. Keo đúng không? Rồi. Keo này. Keo này bán ngoài thị trường nhá, khoảng tầm 3.000 thôi. 3.000 mua được không? Được, 3-5.000. 3-5.000 đúng không? Thứ hai là tao chuẩn bị con năn này. Con năn keo. Các bạn năn cẩn thận, nó gãy màn hình nhé. Con năn này. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị một miếng gọi là đẹp luôn này, để tổng kết luôn đấy. Tổng kết luôn, sạch sẽ, vệ sinh luôn này. Tay thợ thiện nghệ này các bạn. Đấy, sạch luôn. Đấy, phát này là phát cuối cùng. Trắng ngần tuyệt trần. Nhớ mọi người phải cố gắng, phải hết sức, phải thật đấy. Là cẩn thận đoạn này nhé. Nó phải sạch sẽ, không có bụi bặm gì. Đấy. Khi các bạn dính keo vào thì nó mới đảm bảo được cái màn của các bạn nó cái độ chính xác cao nhé. Trắng ngần tuyệt trần, chưa lần nào với ai. Chính là em. Trắng trắng quá. Bọn lấy này vào cho nó quá. Đẹp hơn cả Phương Trinh nhé. Rồi ok này. Chưa rồi nhá, tiếp tục cái nữa này. Ok này. Keo đây. Bóc nhanh thế.
Đây, đây mới là cái lớp keo mà chúng ta cần làm. Đấy. Đặt vào, đặt sát mép, đúng cái mép chiếc nhá. Rồi lăn nhẹ, đấy bạn thấy lăn chưa? Đấy, nhẹ đều tay, dịu dàng, lăn rất tình cảm. Đấy, ok nhá. Ok luôn. Được chưa? Ok đấy. Này, không dính dáng gì nhá, không có gì này. Được. Nhưng mà nó bị dính ở đây, được chưa? Cái đó mình không quan tâm nhá. Đấy, về cắt keo đi. Đấy, các bạn nhớ nhá, lưu ý là khi này nó không được để cho nó có bọt ở trên đây nhá. Không có bọt. Nhưng mà lỡ có bọt rồi thì thôi cũng không sao. Nhưng mà cố gắng làm sao đừng để cho nó có bọt. Rồi, việc tiếp theo tao làm là chuẩn bị con dao tem này. Dao tem. Đấy, bắt đầu mình sẽ cắt. Thông thường, keo. Mình sẽ cắt như này. Đấy, mình cắt làm sao mà cắt vào móng tay là được, mình cắt vào tay. Ui, con dao tem nó cùn quá. Ui, con dao tem cùn quá các bạn. Con dao tem một lần nữa phải cùn. Cùn quá. Xem nào. Ừ, vẫn ok, không vấn đề gì. Anh em phải chơi dao dọc giấy ấy. Dao dọc giấy nhưng mà cái lưỡi phải lưỡi mới thì mới được. Dao tem là ngọt nhất rồi. Dao tem là ngọt nhất đúng không? Ngọt nước nhất. Sâu sắc và tình cảm. Ui, con dao tem của mình tại vì mình cứ dùng đi dùng lại nhiều lần quá nên là bây giờ nó rất là dở hơi luôn đấy các bạn ạ. Tiết kiệm quá, không mua. Ôi, được rồi. Không mua đấy. Mình sẽ dùng dao khác nhá. Em ơi, con dao con vừa lấy của anh rồi nhỉ? Thiếu chuyên nghiệp. Không sao. À, mình làm như vậy nó mới thực tế rồi nhá. À, quyết định thay mũi dao. Đây, mũi dao của chúng ta đây. Mũi dao nhá. Mũi này nó lại bán trên thị trường nữa cơ. Có chứ. À, mua một bộ này có bao nhiêu tiền đâu, mấy nghìn. Đấy, ok nhá. Tôi là chồng em lại sáng cháu ví là ngày cuối đầu về nhà chồng. Rồi. Sẽ đẹp đấy. Được chưa? Xin cảm. Đất luôn này. Luôn này. Chăm hay không bằng tay quen lắm ạ. Trông khó thôi nhưng mà thực ra thì nó cũng dễ mà. Với cái người đã quen tay rồi. Việc nào nó dễ thì các bạn làm, và việc khó quá thì các bạn tập làm mà không thì bỏ qua. Đấy, anh mà đã hoàn xong cái nghĩa vụ của mình. Bây giờ okay đi nhá. Đấy, xong ok này. Ok nhá. Chưa, xong chưa? Để mình làm một lần nữa là chắc ăn. Thì chúng ta lau tiếp cái vía để gì nhá. Cái vía này này. Lau vía ra. Đấy, để đem xe, để khi tí nó vào kia nó đỡ chật. Được chưa? Khi vào khung ấy thì nó đỡ chật. Được chưa? Ok này. Bây giờ mình sẽ bật máy lên và mình test lại này. Test nha các bạn, nhớ là phải test, không là ép vào mà lại không chạy thì là nguy hiểm. Người này gặp cái trường hợp như thế rồi. À, rõ ràng màn đến thì dao đến còn nguyên, đến khi bật lên thì nó lại ra cái gì ấy. Ok nhá. Okay, rồi, các bạn đợi mình lấy kính nhá. Không gãy vỡ, không có cái gì nhá. Test như thế này là ok các bạn nhá. Đấy. 6G nhá. 6G ai biết là 6 gì? Mình lấy màn hình kính như thế này. Không gian làm việc đây. Đây là thanh niên đang kiếm tiền YouTube đây. Đấy. Công việc YouTube của anh rất bận rộn. Đấy, màn hình xanh sạch đẹp sẽ nhá. Cảm ứng bình thường nhá. Đấy, các bạn nhá. Sáu gờ đâu? Hết thì đi mua. Mà chưa về thì đợi. Bảy. Đâu? Lâu thế? Đang tìm nhiều. Hết mã. Hết rồi, đi sáu gì đây? Nhiều mã quá. Cái gì đây? Sáu gờ đây, cái gì đây? Sáu gờ đen màu trắng mà.
Rồi. Màn mình màn màu trắng mà. Thế 7 rồi. Thế hết rồi. Thực sự là hết thật đấy. Hết rồi. Ê, thiếu chuyên nghiệp rồi. Xem à. Chương trình như này đến đây là kết thúc rồi. Kết làm sao được? Nhưng không có gì. Trong tủ còn giấu cái nào không à? Còn cái đồ vứt đi chứ có gì đâu tìm. Anh Thành anh đi lấy 6G màn hình đi. Khi kính ta về, chúng ta bật bật màn lên nhá, cho nó sáng. Cho nó sáng là bắt đầu mình mới vào kính. Em quay gần là tí cho em nhìn nó thoải mái. Đừng quay mặt em làm gì cả, em không cần. Em sẽ bóc túi ra nhá. Cái gì đây? Nó chưa vào là đã có keo dính vào đây rồi. Vệ sinh đi cá cho nó đỡ dính vây vác nhìn nó xấu. Ok nhá. Ok này. Rồi. Ta bóc cái này nhá. Bóc cái lớp keo trên mặt nó vừa mình lăn lăn. Ok này. Ok nhá. Mọi người vào, mọi người chú ý những cái chỉ đen này. Nó lại nhỉ, sau tài ra nó có cái gì nó bẩn bẩn đấy nhỉ. Không có đúng không, nó bẩn bẩn, nó lỗi lỗi ở màn nó không biết. Vào đảo mất cả cái màn của mình thì toan. Vệ sinh. Rồi ok nhá. Rồi. Ok. Ok ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào lò hấp nhá. À đâu, bây giờ mình sẽ ép. Mình lại phải chuẩn bị một cái miếng như này này. Mình sẽ úp nó xuống này. Úp nó xuống nhé. Úp nó xuống này. Rồi nhé. Sau khi mặt này lên rồi này. Nó sẽ hiện lên thời gian. Cái này máy nhà mình nên nó cũ, nó bẩn quá. Chị ấy, hai đứa vào trong trường đi chơi. Anh để cho chú ngủ, không hỏi cái đó, ổn. Bắt đầu là mình sẽ đưa xuống cái lò hấp ở dưới đây nhé. Còn bên này cái này là mình ép xuống. Rồi ra là lò. Ok. Mình rất là lo tại vì cái miếng kính này vừa đấy nó bị một cái ở cái đây này. Và không biết là như thế nào thôi. Thôi được rồi. Mình cứ đưa mà mình hấp nhé, hấp trước đã thì xem là tí nó có vấn đề gì không.
đây. Chờ sau 15 phút nữa nhé, chúng ta sẽ lại gặp lại nhau.